mình chạy thử anh em. Anh em mình chạy tới đèo cả rồi, chiếc xe kia hư gỡ về rồi anh em. Anh em mình bơm riu riu trước, chắc cách đâu vài chục cây. Xe bay xuống là anh em ơi. Xuống ngược lại, nói chung là đạp xuống rồi lên. 72. Mấy chạy cũng mày ngựa lần ngược. Anh như mình thì mấy ai? Vẫn có mùa tự bay à anh em. Kéo này, người xin chai. Chương trình phát xăng miễn phí từ đây. Xin chai. Chương trình phát xăng miễn phí từ đây. Ông nào lấy xăng là ông sợi nghe. Chào, sao anh cũng xin không? Ui, chai 10.000, tính ra nãy giờ cũng được 5 chai. Cái hút xăng gì không? Bắt khách bắt xe gỡ về chứ chơi. Kéo qua kéo lúc. Ủa bây giờ anh? Gãy là sao đâu? Gãy là sao đâu hả? Rồi xong. Kéo này. Lên xe, về luôn anh em. Thêm nữa. Mà sao hư xe một người buồn mà cả đống người vui vậy tợ? Một người buồn cả đống người vui tợ. Có một hư xe có người buồn. Mà ta sửa xe tốn nhiều tiền, người xin được có chai xăng ngon cừ á. Tợ. Rồi xe ông nội này dắt xét qua luôn kìa. Nhậu. Ai lấy xăng xe này là xui lây á. Ờ, như này. Bây giờ kiếm gì cách rồi, gỡ ghê luôn anh em. Tiếc liền chứ. Để mình đỡ xe bi mình chạy thử anh em mình chạy tới đèo cả rồi, chiếc xe kia hư gỡ về rồi anh em mình bơm riu riu trước, chắc cách đâu vài chục cây. Xe bi xuống là anh em ơi. Xuống ngược lại, nói chung là đạp xuống rồi lên. 72. À quên. Nó chạy cũng như
là điều số đó lạ anh em. Tự bay à, nếu gì chứ xe anh thắng luôn làm này anh em. Sao giờ nó chạy không quen anh em, cái số nó bị ngược lại á, chạy nó khó quen quá anh em. Mình tới điều cả rồi, nói chung là mấy cái máy 72 này anh em làm ở đây, anh em đi tour anh em đừng có yêu cầu nó mạnh quá chứ không cần đâu anh em. Nghĩ là chỉ cần cho ta cái nổ máy nó bền là ok, chứ 72 mà anh em làm nén thấp là nó cũng đủ mạnh rồi. Ra tua anh em nhích nhẹ đi là ok rồi, như cái xe này nhích nửa ga bạc xe mình chắc chạy phải gần hết ga anh em. Giờ ra mà mình bi nó cứ nhích nửa ga là bằng xe mình hết ga rồi. Giờ đu tầm 100 cây số xe nào lúc đúng không. Còn mình mà nếu mà sau này có làm bài lớn chắc mình nghĩ mình không còn mạnh, tại giờ ra đi tu rồi đâu có cần mạnh gì nữa đâu anh em. Đâu phải như hồi xưa 201m đồ này kia đâu mà mạnh. Yêu cầu là ngọt ngào êm ái đền là nổ là ok rồi. Đó cái bây giờ cũng đâu chắc cũng nén mà mấy anh em đề cái là nổ à, nó dặn sướng à. Mình chưa quen xe nên mình lười chạy á anh em, đại số mình không có thuận mà là quen à, cái số này chạy xuống hết rồi. Nhưng mà cái lúc mà post cơm á mình không có thuận, cái khúc này dốc quá, xe bí cao cao ngọc à anh em, cao hơn xe mình nhiều. Đây nó gắn mình sang 7 lít, ở trong 7 lít rồi 14 lít. Gam 1, 2, 3, 3 cái đèn anh em. Tiêu à, xe đẹp bây giờ hết hết rồi. Từ trước tới giờ luôn đó, kiểu như là quen thuộc với anh em quá rồi, chạy từ thời còn Elegant đó, hai thằng có chiếc Dream, thằng có chiếc Elegant. Sau này lên từ từ từng chiếc từng chiếc.
lâu quá mình đi cái đường kia, đi đường này, đường mới anh em. Thấy hai chạy đèo chắc thùng rồi chạy đã lắm. Vô cua dặn cái tớ hớ quá rồi. Mà xe mới á, mình thấy không? Mình quên cái cách chậm số á, bị lố cua liền à, nên thôi mình không có bo. Thà xe mình chạy quen à anh em. Mấy xe mới chạy nó nguy hiểm lắm. Bí vượt được mà mình vượt cũng được. Thấy không, có xe. Tại mình thấy ở dưới xa rồi mà mình để bi qua trước anh em. Đường dài dài để mình vượt, mà vượt ẩu thì mình nguy hiểm anh em. Nói như vượt ẩu thì không thích. Chúng mình ít vượt ẩu lắm. Nhắm qua được thì mình qua anh em, còn không qua được thì thôi. 72 thì cái bài này nó cũng phổ biến luôn rồi đó. Đây nhìn xa này. Sao rồi? Dặn sợ chật bánh hả? Vậy? Sao bộ xe này dàn chân rần người ta? 72 bên dàn chân rần hả? Mấy xe chạy rung chân chết mày à? À xe tôi êm đúng không? Bình thường rồi đúng không? Ngồi không rần vậy đó, mấy xe rần quá. 72 hay là dư dĩ ta? Lên đèo nó đuối sao á? Đuối không? Đuối thì phải lên chứ. Vì thiếu dĩ á. Mà thiếu dĩ có rồi. Mà đâm hậu thì xe này cũng rần. Hả? Trường cũng rần á. Hả? Vậy xuống dĩ ơi. Xuống rồi lên. Xuống chứ. Xuống rồi. Ông kêu gửi lên đây 31, 32. Đang đi dĩ nhiêu vậy? Xe anh Thắng uông làm anh em. Xe anh Thắng uông làm. 32. Chạy gì nha. Thôi chạy qua kia mình uống nước ăn mì tôm đi. Đó, cuối đèo. Mới chạy bây giờ chạy lại xe mình nhìn nó nhân kiến gì vậy. Nhìn xe bí bự, xe mình vừa ngồi lại nhìn nó gọn nhỏ. Giờ chắc anh em mình chạy tới cuối đèo ăn mì tôm chút rồi bắt đầu uống nước chờ anh em xuống. Lấy nước có mình lên nữa anh em, mình lên nghe nói anh em đi Phú Yên nãy mình thấy cho mình trong tháp Y Phong, mình lên chiếc 135 bữa mình quậy anh em. Hai đồ tốt tốt á. Có xe mình thì mình cũng quen rồi. Chạy xử lý đã. Má nào xe mình táp luôn anh em, đá rồi giật đó giật đó. Nói chung là phê. 72 chạy cũng phê. Để ra bữa chắc làm 76 đi tour luôn quá anh em. Lấy không anh em? Wow, đẹp cả, đẹp quá. Cái bình xăng xe riêng mình đang gỡ giờ lại anh em. Giờ vẫn chưa canh ra, vẫn chưa có còn số luôn.
không biết, nếu mà canh không ra không được thì chắc mình để gì ta, nên tiền mình cất tủ kính á, mình để mai mốt có tiền mua dép gắn, mua xì bo Nova đồng gắn, hợp lý không em? Chạy qua ăn miếng đồ ăn anh em, sao không ăn rồi mà đói ta, hay là đói, hay là đau bụng rồi. Qua đường rồi anh em, coi khúc cua nó không có ngừng rồi qua. Để xe đe vô ăn rồi vậy. Đói quá anh em, chờ mấy anh em kia tới rồi coi thử mình lên đâu rồi đi chung luôn. Chờ rất mỹ đuôi gãy luôn. Tiếu gì giờ mua nguyên miếng mới luôn. Cái nào? Nấm á, nấm tròn á. Đây điêu triệu đô rồi anh em. Này à, uống dừa bắt phướng, chờ mấy anh em ghi tới vốn vừa ăn mì rồi bắt đầu anh em mình đi tiếp anh em luôn. Từ từ quay video hả? Chuyện không uống nước dừa view triệu đô anh em. Nhìn này chỉ cách ăn mì ngon nhất, tương tương vô mì người ta nấu nha. Tương tương vô nát chăm. Biết tiếp siêu thì không lấy muỗng, lấy cái đũa lên phấy 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 rồi bố miệng là tới công chuyện luôn anh em. Đều cả anh em, cảm đều không?